It's coming back just like a replay, rolling down the freeway, honey. The thought of you brings me to tears. It's been so many years, I'm finally seeing clear now, honey. Ooh, I remember you and I were free then, but I was leaving. Ooh, you and I were caught up in a feeling, and I still believe it. Didn't I say I would be the one to make you feel this way? I'm holding, honey. You are the only one who knows me, the one who can expose me. Sometimes I think you chose me, and it's like, ooh, I remember you and I were free then, but I was leaving. Ooh, you and I were caught up in a feeling, and I still believe it. Didn't I said I would be the one to make you feel this way? Những tháng năm đó đem lòng gửi trao,
biết bao điều chưa nói, để rồi bỏ lỡ chẳng hay đâu. Thời gian trôi đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có bao lấy ngày đậm sâu xuân thời, có nhau mới rạng ngời, nụ cười khắc trên bờ môi. Dù mai sau có thương đau, ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau, mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng, sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Nếu như có điều ước, mong rằng ta sẽ trở về một lần nữa được sống lại nơi tháng ấy. Người từng hứa sẽ mãi bên tôi giờ nơi đâu, có lúc nào nhớ đến nhau. Hồi ức chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Thấy đấy, hôm nay là một buổi chủ kỳ yếu với rất là nhiều sóng gió của cả một ngày. Buổi sáng thì trời mát, đến trưa thì rất là nắng, đến chiều khi mà chúng tôi đến với phim trường thì trời đã đổ mưa. Tuy nhiên là các bạn lớp 9A4 hôm nay rất là vui, các bạn nam thì rất đẹp trai, còn các bạn nữ thì vô cùng xinh đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái chuyến đi mà mang lại nhiều những kỷ niệm đáng nhớ đối với các bạn lớp 9A4. Cô Hiền chúc lớp 9A4 năm nay các con sẽ thành công rực rỡ, luôn luôn có cái kết quả thi vào 10 xinh đẹp như ngày hôm nay các con đã thể hiện. Cô yêu A4 rất là nhiều. Hôm nay là một buổi kỷ yếu rất ý nghĩa đối với mình, mặc dù thời tiết không được suôn sẻ nhưng mình đã có những bức ảnh rất đẹp và có rất nhiều kỷ niệm vui với bạn bè. Mình chúc tất cả các bạn đỗ được vào trường cấp 3 mưa ước của mình và luôn thành công cho chặng đường đi tới. Sau khi đã trải qua rất là nhiều câu chuyện thú vị cùng với lớp thì tôi thấy rất là may mắn và vui vẻ, vui khi mà được đồng hành cùng với lớp trong những năm học cấp 2. Và năm cuối này tôi chúc lớp sẽ thật vui vẻ và sẽ đạt được những cái thành tích mà mình mong muốn trong các cái kỳ thi sắp tới, như kỳ thi cuối cùng của cấp 2. Ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với tất cả các con trong lớp 9A4. Một ngày mà chụp ảnh mà đến hôm nay cuối ngày rồi mà không khí vẫn rất sôi động, rất vui vẻ. Khi buổi sáng trời nắng, các con có được những tấm hình rất đẹp ở trường học, ở Quốc Tử Giám và ở nhà hát lớn. Ôi, đây là những cái kỷ niệm đẹp mà các con hôm nay được sống cùng nhau, sống hết mình, cháy hết mình. Đến khi đến chiều lên phim trường thì không khí mưa nhưng mà cảnh cũng rất là lãng mạn. Các con ở bên những cái bàn tiệc thật là vui. Không biết nói gì hơn, cô thay mặt cho tất cả các phụ huynh chúc các con của 9A4 hoàn thành tất cả những cái ước mơ, những nguyện vọng của mình, hoàn thành vào những cái phấn đấu vào những cái trường top đầu mà tất cả gia đình cũng như các con đều mong muốn. Chúc các con thành công và yêu các con rất là nhiều. Tạm biệt các con.